lần đó bạn nói nha, bây giờ em bị tai nạn, em đi không được, em ngồi xe lăn không à, vậy anh có thương em không? Ừ. Cái lúc đó em mới nói em khùng quá à, anh thương em là anh thương tấm lòng chứ không phải là thương em đi được hay là không. Ừ. Rồi sau cái lời nói đó bạn mới cho em gặp. Rồi sau đó khi mà lần đầu tiên em gặp vợ thì như thế nào? Vừa tới nơi là bạn đã ngồi sẵn trên xe lăn, ngồi ngoài đường đợi. Rồi khi mà em gặp là em nhận ra liền, tại vì cái khuôn mặt nói chuyện qua lại rất là quen. Rồi em mới dừng xe lại, em hỏi là em có phải tên Tuyền không? Ừ. Bạn nói là đúng rồi. Cái lúc đó trong lòng em mới thấy hơi bỡ ngỡ chút xíu. Mình không nghĩ là bạn như vậy, mà trong cái quá trình quen thì em lại đòi hỏi bạn quá nhiều, chẳng hạn như khi mà em nhắn tin bạn trả lời lâu á, cái em giận đồ này nọ, nhưng mà không biết là bạn như thế đó. Thấy bạn rồi thấy cái cảm giác của mình đòi hỏi ở bạn quá cao. Khi mà gặp bạn em thấy rất là thương bạn. Lúc đó có một cái suy nghĩ ngang đầu đó, đây là cái người mình chăm sóc, mình sẽ phải làm cái việc này chăm sóc cho bạn suốt đời, đúng không? Dạ. Đây để em chưa. Ok. Rồi. Xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Em tên là Phạm Hải Quyết, năm nay em 28 tuổi. Hiện nay em đang làm việc tại công ty lắp máy. Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên Bội Tiền, em 23 tuổi, em đang ở nhà trông con. Ở nhà trông con hả? Cái em bé rồi hả? Dạ. Em bé được mấy tuổi rồi? Dạ em bé em được 15 tháng rồi. 15 tháng hả? Dạ. Trời Tuyền. Ơi, hai em sống ở đâu? Dạ hai em sống ở Hậu Giang. Là mình mới lên tới đây luôn? Dạ, dạ em lên từ hôm qua. Anh thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son, thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình này, rất cảm ơn hai vợ chồng đã lặn lội đi từ Hậu Giang lên đây để tham gia chương trình. Dạ. Rất cảm ơn. Dạ. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái thời gian đầu tiên. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên gặp nhau là tình cờ em lên Zalo mà em vô cái phòng mà kết bạn bốn phương á. Cái em vô đó em sẹt sao thấy cái bạn này nhắn tin lên, nói đang buồn quá ai gọi tám đi. Cái em mới nhắn tin kết bạn liền. Em kêu bạn là nhắn tin số điện thoại qua đi em gọi. Và em gọi nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ. Trời ơi, lần đầu tiên nói chuyện mới 3 tiếng đồng hồ. Lúc mà bạn này gọi điện cho em á, em có ngạc nhiên không? Hay là sao mà tự dưng mà có chuyện gì để nói mà nói tới 3 tiếng dữ vậy? Vậy không, cứ chém gió vân vân vậy thôi. Vậy đó hả? Nói chuyện qua lại rất là lâu rồi em mới đòi gặp bạn hoài à. Nhưng mà bạn không có cho gặp. 10 tháng gần cả năm bạn mới cho em gặp. Em nói là hai đứa mình quen nhau lâu lắm rồi, giờ em không cho anh gặp gì hết. Thôi không ấy mình chia tay đi chứ quen vậy quen chi. Rồi cái bạn mới hẹn một cái dịp cho gặp mặt là ngay cái chỗ đám cưới của người em vợ. Đó là khi mà em qua là nội ngoại hai bên vợ là biết em hết. Em bị cái bệnh như thế này á, là lúc đó là em đã bị chưa hay là như thế nào? Dạ em đã bị rồi, em bị lúc nhỏ rồi. Là do mình sốt. Dạ sốt bại liệt. Đúng không? Mình sốt bại liệt đúng không? Có phải là vì lý do đó mà em không muốn chưa muốn cho bạn này gặp không? Dạ không, tại mấy tháng đầu là chị thả thính thôi à, nói anh thích em cứ nói là thích thì thích nhưng mà em chưa có thích lại. Dần dần rồi từ từ có tình cảm rồi sau này đến khi mà gần gặp nhau á là em mới thích lại anh. Nhưng mà trước khi gặp đó em có nói với bạn á là em là tình trạng như thế này không? Dạ em có nói nhưng mà chắc ảnh nghĩ là em chỉ thử anh thôi á nên ảnh không có tin. Có thêm một lần nữa bạn nói là bây giờ em bị tai nạn, em đi không được, em ngồi xe lăn không à, vậy anh có thương em không? Cái lúc đó em mới nói em khùng quá à, anh thương em là anh thương tấm lòng chứ không phải là thương em đi được hay là không. Rồi sau cái lời nói đó bạn mới cho em gặp. Rồi sau đó khi mà lần đầu tiên em gặp vợ thì như thế nào? Vừa tới nơi là bạn đã ngồi sẵn trên xe lăn, ngồi ngoài đường đợi. Rồi khi mà em gặp là em nhận ra liền, tại vì cái khuôn mặt nói chuyện qua lại rất là quen. Rồi em mới dừng xe lại, em hỏi là em có phải tên Tuyền không? Bạn nói là đúng rồi. Cái lúc đó trong lòng em mới thấy hơi bỡ ngỡ chút xíu. Mình không nghĩ là bạn như vậy, mà trong cái quá trình quen thì em lại đòi hỏi bạn quá nhiều, chẳng hạn như khi mà em nhắn tin bạn trả lời lâu á, cái em giận đồ này nọ, nhưng mà không biết là bạn như thế đó. Thấy bạn rồi thấy cái cảm giác của mình đòi hỏi ở bạn quá cao. Khi mà gặp bạn em thấy rất là thương bạn. Lúc đó có một cái suy nghĩ ngang đầu đó, đây là cái người mình chăm sóc. Mình sẽ phải làm cái việc này chăm sóc cho bạn suốt đời đúng không? Dạ. Quá hay luôn á. Nhưng mà về em thì sao? Khi mà lần đầu tiên em gặp chàng trai này ở ngoài đời thì như thế nào? Lúc đó em chỉ mới hơi thích thôi chứ chưa gọi là mình... Chưa thích anh nữa. Dạ. Tại vì
trong qua hình nó là ảnh xấu hơn. Ở ngoài yeah. Ngon lành hơn. Đến khi gặp em nói ủa cũng đỡ hơn trong hình tí mà à. Em tự nói vậy thôi. Rồi sau lần đó thì bên gia đình em ai cũng mến, ai cũng nói ồ thằng đó hiền dễ thương vậy đó. Rồi có cảm tình rồi em mới thích thật sự. Khi mà em với bạn này yêu nhau vậy em có nói cho gia đình em biết không? Dạ có. Thì em nói thẳng với ba với mẹ luôn. Em nói là bạn em bị vậy đó. Em thấy ba mẹ có vẻ là không đồng ý. Mẹ em khóc luôn. Em mới nói là bây giờ cảm thấy thương bạn đó rồi đó, nhưng mà duyên nợ thì thôi ba mẹ cho con tự quyết định một lần. Ba em không chịu, là không chịu ở chỗ là sợ em mới. Rồi tình cảm thì có, nhưng mà sau này quen nhau rồi thì sẽ có những cái vấn đề phát sinh này kia nọ, thì sợ em sau này cực khổ rồi này kia chịu không nổi thì bỏ con người ta. Thế thì mang tội. Thế ba em không chịu là không chịu ở điểm đó. Nhưng mà sau khi cưới nhau về thì ngon lành hết. Ngon lành. Nhưng mà bây giờ ba mẹ em là cưng bạn này không? Dạ rất là cưng. Cưng đúng không? Dạ. Nghe nè, ảnh lãng mạn không? Dạ không. Sau khi cưới thì có chứ trước khi cưới thì không. Ủa, sao ngược lại vậy ta? Dạ trước khi cưới không bao giờ tặng quà, hiếm lắm. 2-3 lần thôi là tặng 1-2 bó hoa rồi là xong. Cái sau khi cưới thì ngày lễ ngày gì á ổng cũng nhớ, ổng cũng mua tặng hết. Em mới hỏi sao kỳ vậy, đúng rồi trước anh phải lấy lòng em chứ sao lại vậy. Cái anh nói là biết có cưới được không, lỡ thằng khác nó vô nó hốt uổng quà. Trời ơi tính dễ sợ tính luôn à. Cái hôm mà em báo với ảnh là em có bầu á, cái phản ứng của ảnh sao? Chắc anh cũng chưa vui đâu. Tại vì tụi em không có dự định là sau khi đám cưới sinh con liền á. Nên có cái hôm đó hai đứa cứ ngừa ngừa. Hôm đó tự nhiên ổng ổng không ngừa, ổng cứ nói là ừ thử một lần đi, rồi một lần hai về ổng dính luôn. Hai về dính luôn. Ôi vậy đó hả? Duyên đó luôn. Em ơi, đúng dạ. Duyên đó em ơi. Rồi đi siêu âm á, đi siêu âm cái người ta nói là có em bé được 8 tuần rồi. Ổng phái ổng cười tủm tỉm ổng cười về vậy tới về nhà. Là bé trai bé gái? Dạ bé gái. Khi mà em sanh con ra đó thì em có khó khăn trong cái việc mà gọi là mình chăm cho con mình này kia nọ không? Rất là khó luôn, gần như là mọi thứ là mẹ em đều giúp luôn á. Nên vì cái đó mà giống như sau khi sanh em bị trầm cảm luôn á. Tại vì em không làm được gì hết, cái em nhìn thấy con mình mà ai cũng làm á. Cái cảm xúc với lại lúc đó anh không có chia sẻ với em nữa. Như vậy có nghĩa là toàn bộ cái việc mà chăm con, cho con bú, rồi thay tã, thay gì cho con là má làm hết. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Anh có phụ không? Dạ có. Ban ngày thì bà ngoại, ban đêm thì hai vợ chồng. Cái việc mà em trầm cảm đã qua hẳn chưa? Hết hẳn chưa? Dạ bây giờ thì đỡ rồi. Nếu như em chỉ có bị trầm cảm là vì em cảm thấy em bất lực khi em không chăm sóc được con, dạ, thì em nên bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ. Tại vì vốn dĩ là bây giờ bản thân mình á, là mình đã chăm cho mình còn thấy khó khăn nữa. Dạ. Thì cái chuyện, dạ, mình không thể nào mà chăm con giống như những người phụ nữ bình thường khác, đó là chuyện đương nhiên. Dạ. Cho nên em không có vì lý do đó mà để em buồn. Rất may là có mẹ. Dạ. Đúng không? Mẹ lo cho con thì, dạ, cũng giống như mình lo cho con thôi. Thành, dạ, ra là em phải vui lên, dứt dạt cái suy nghĩ kia đi. Dạ, dạ. Nó luôn luôn nghĩ tới những cái việc tích cực. Đúng đã, không cưng? Dạ. Đúng không? Chắc có lẽ là sau khi cưới về rồi là không có tật xấu gì. Đây là một anh chồng tuyệt vời đúng không? Dạ. Không có tật xấu gì đúng không? Vỡ mộng hoàn toàn. Vỡ mộng hoàn toàn hả? Từ lúc quen ha, tới đám cưới qua không bao giờ xài điện thoại đâu. Cái mẹ em mới nói ủa sao tao thấy ai cũng ghiền điện thoại, có không biết không nha. Cái gì cũng không hết, làm đâu dẹp đó, rất là gọn gàng luôn. Chứ bây giờ làm đâu dục đó, mỗi lần đi vô toilet một lần một tiếng đồng hồ, hỏi anh làm gì anh cầm điện thoại vô. Hôm mấy lần đầu em đâu biết anh làm gì đâu. Cái sao em mới gần có làm gì anh cầm điện thoại vô, giống anh ngồi mà ngày nào không đi làm lần đi 5-6 lần vậy đó, vô một lần lần tiếng đồng hồ. Đến khi mà em muốn đi toilet em phải la lên, bây giờ anh có ra không nhận mới ra. Nhưng mà anh làm gì, làm gì vậy? Em cầm điện thoại làm chơi game hả? Nói nghe coi. Dạ tại vì nếu mà em cầm điện thoại em ngồi ở ngoài á thì sẽ bị la. Cho nên là em cầm vô đó. Vô trong đó là mình hợp lệ. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Đi đâu cũng lâu á, thứ hai là bà Tám nữa. Bà Tám sao? Đi ra chợ dân dân chợ như gần nhà em mà mẹ em không biết, ảnh biết hết luôn, quen hết mấy bà bán cá ở chợ luôn. Nghĩa là bản thân cũng như những chị bảy chị ba. Dạ đúng rồi. Ở chợ đúng không? Dạ. Tại cái tính của em thì vui vẻ hay nói. Khi mà đi chợ gặp mua cái này mua cái kia rồi nói chuyện qua lại trao đổi, rồi nhiều khi nói quên mua gì luôn. Đừng có giỡn nha. Mấy ông này chứ lợi thế lắm á, đi chợ nhiều khi được tặng quà không. Ví dụ như mua con cá được tặng bó rau. Dạ. Tám là ông Tám cái gì em nói chị nghe coi. Cái gì ông Tám ông hỏi nhân dân như hai đứa đi ăn nhà hàng
Thế ổng ẩm con đi chút xíu, ổng quay lại thì ổng lại biết ông chủ nhà hàng ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi rồi. Cái gì hết luôn hỏi. Vậy đó hả? Yeah. Vậy là người ngoại giao quá hay rồi hả? Có bao giờ mà đem chuyện trong nhà ra kể hết cho bạn? Có luôn. Em hay cần nhằn ảnh cái chuyện đó đó. Gặp người ta chỉ hỏi à lúc này làm công việc gì rồi, thì ảnh lại trả lời luôn rồi làm cái đó rồi lương bao nhiêu, được bao nhiêu. Mỗi tháng thu nhập của mình là người ta biết nên em không có muốn như vậy. Kể hết ra luôn. Dạ. Mà đi làm xong tiền có về đưa cho vợ không? Dạ có. Lúc đầu thì không. Vậy bây giờ đưa chưa? Đưa rồi, sau khi em nói móc nói méo em nói người này đưa người kia đưa nên bây giờ đưa. Bây giờ đưa rồi. Tới em đó quyết cô ấy có tật xấu gì không? Dạ vợ em thì ít tật xấu hơn em. Đôi lúc ít nói. Nhiều khi em muốn đi làm về em có gì vui, em muốn chạy vô khoe, chạy vô vợ ơi chạy vô, quay qua cái mặt sụ một đống, em không biết chuyện gì. Mà em kêu chừng 2 tiếng không trả lời cái em quê em không có... Bị mất hứng. Dạ đúng rồi mất hứng. Em quê rồi cái không có kể nữa. Rồi hay hói, em làm cái này làm cái kia hay hói. Hói vụ toilet đó đúng không? Dạ cái đó thì hói đúng. Còn có những cái là vừa kêu em làm cái này xong rồi em lại em vừa cầm này lên thì kêu em làm cái khác. Hói làm lẹ lên. Rồi còn tật xấu còn gì nữa? Còn cái tật xấu nào đáng yêu không? Trước khi ngủ á, thường là em ngủ rồi lúc trước là em mặc áo. Xong rồi khi mà qua đây ngủ thì vợ kêu anh lột cái áo đi à, cũng nghe lời lột cái áo ra. Thì tối lột cái áo ra cái chỉ nhủi vô nách em à. Lấy cái cụ chỏ mà chỉ chọt. Mà chỉ chọt cấn như xương nó vừa đau mà nó vừa nhọt lắm. Nói có khi hả anh đang nghĩ nói anh cho em chọt 10 phút đi, anh muốn em làm cái gì em cũng chịu. Mà thực tế chọt 1 phút em chịu không nổi rồi có đâu 10 phút. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Dạ. Có ghen không? Vợ em có ghen không? Dạ vợ em cũng ghen. Nhưng mà có một thời điểm là em nhắn tin với cái người bạn gái cũ, em muốn hỏi về cái, tại vì có một bạn đã mất rồi, cái tới ngày giỗ, gần tới ngày giỗ em mới nhắn tin cái bạn đó, bạn người yêu cũ đó, hỏi cái ngày giỗ của cái bạn kia. Nhưng mà nói chưa cái kịp nói cái ngày giỗ nữa rồi cái chị này mới phát hiện. Rồi mới giận lên. Giận lâu không? Dạ em năn nỉ 3 ngày. Trời ơi dữ gì hả? Dạ. Rồi giận là khóc hay là im lặng hay là đập đồ hay là sao? Giận không có nói gì hết trơn á. Lạnh lùng. Dạ. Cái thứ im nó khó chịu lắm luôn á. Dạ. Em mong muốn vợ yêu của mình thay đổi điều gì? Dạ em thì mong muốn vợ em nhẹ nhàng lại chút. Nhiều khi mình muốn tâm sự hay gì đó, thấy vợ buồn hay gì đó, tâm sự với vợ nhưng mà vợ không có chịu tâm sự. Em phải làm cho vợ em thay đổi. Có nghĩa là em phải cởi mở. Em đừng có giấu cái gì ở trong lòng. Em là một người phụ nữ. Mặc dù mình bị những cái mà mình thua những người phụ nữ khác nhưng mà về mặt đời sống tinh thần của em là em không thua bất kỳ một người phụ nữ nào cả. Thành ra là em bỏ hết tất cả những cái mà một lúc nào đó tự nhiên em suy nghĩ là em mặc cảm về bản thân. Yeah. Và em phải cởi mở ra. Thực ra mà nói những người đàn ông á, họ không có đón ý được nhanh như là phụ nữ mình đâu. Yeah. Thành ra những mình nói mí, người ta không có hiểu. Yeah. Cái người ta không có hiểu cái mình suy diễn mà nó trời ơi vậy là hết thương mình. Hoặc là vô tâm quá, hoặc là không chịu để ý gì tới cái cảm xúc của mình. Yeah. Cái mình buồn, cái mình tự mình khổ. Mình đừng có dại, tại vì đó là lúc yêu thôi. Còn khi đã là vợ chồng rồi là mình phải cởi mở hết. Mình không đồng ý cái gì mình phải nói. Khi mình đã nói rồi mà ổng không thay đổi thì lúc đó ổng mới có lỗi với mình. Còn mình phải nói ra hết. Em mình dung chưa? Đó cho nên phải thay đổi nghe. Em có mong muốn ông xã em thay đổi điều gì không? Em mong muốn anh hiểu em hơn một chút. Bớt quạo lại với người khác một chút. Anh hay cần nhã hay quạo lại với mọi người xung quanh á. Chồng đến lại một tí, đi toilet mau một tí thôi. Mà em có thích chồng em lãng mạn không? Dạ thích. Thích hả? Hôm nay em có điều gì lãng mạn dành cho vợ không? Dạ thì trong suốt cái thời gian quen nhau cho đến khi cưới thì em cũng thể hiện rất nhiều với vợ em. Nhưng mà còn thiếu cái lời cầu hôn với vợ em. Cho nên là hôm nay đến chương trình em cũng muốn cầu hôn lại vợ em một lần. Hay nữa quá. Hay quá. Em làm đi, anh chị chứng kiến luôn nè. Đó, tôi cầm lấy, tôi cầm lấy trái tim này. Cảm ơn. Trời ơi, có nhẫn kìa. Dạ, chụp tay. Nó nói gì cứ nói nghe. Chồng với vợ này đã qua kết hôn rồi nhưng mà chồng còn nợ lại vợ cái lời cầu hôn. Hôm nay chồng muốn tất cả mọi người chứng kiến bằng tình cảm của chồng dành cho vợ. Vợ có đồng ý làm vợ của chồng thêm một lần nữa không? Em đồng ý. Vậy vợ đồng ý thì chồng sẽ sửa sai tất cả những cái
cái mà chồng còn thiếu sót. À, nếu mà chồng có sai hoặc là không phải cái điều gì thì mong vợ chia sẻ thẳng thắn với chồng để chồng biết, còn xây dựng cái hạnh phúc gia đình của mình sau này và dài lâu. Dạ, em sẽ thay đổi vì anh và con. Hay. Đó, hay cảm quá. Cảm ơn em. Trời, đôi cô đẹp quá, cái nhẫn tôi ganh tị quá. Lấp lánh, lấp lánh. Đó, thấy trời hôn nữa kìa. Trời ơi. Như vậy là quá lãng mạn rồi. Xin thay mặt chương trình xin chúc cho hai em hạnh phúc luôn luôn như thế này. Hùng nắm tay và hôn một cái nữa. Hôn má một cái nữa. À, sẽ mãi mãi ngọt ngào hạnh phúc như thế này nhé. Dạ, cảm ơn chị. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa.